con, hai chị em đi chơi rồi sao con về của mình vậy? Ngọc đâu? Ba đừng có hỏi tới nó nữa. Sao vậy? Con bực lắm luôn rồi đó. Bực cái gì? Nghĩ sao hai chị em rủ nhau đi chơi, vừa mới tới trung tâm thương mại nó gặp đám bạn của nó, thế lại nhí nhố hả, tua theo đám bạn của nó đi chơi, nó bỏ một mình con ở lại vậy đó, rồi con đi về luôn chứ biết làm sao. Sao con không đi chơi với bạn nó luôn? Trời, ba nghĩ làm sao mà con mà đi chơi với lại đám bạn chíp hôi của nó vậy? Thôi con, từ từ nói em, thấy không? Em nó mới lớn, nó còn bồng bột lắm. Mới lớn gì? Sinh viên rồi, ít ỏi gì đâu. Con lúc nào cũng gắt gỏng với em hết trơn á. Ba có gắt gỏng với con không? Má có gắt gỏng với con không? Mà tại sao con gắt gỏng với em con? Cái gì dạy em, nghe không? Mệt quá à, con không có nói được nó. Ba muốn thì ba nói nó đi. Ba kêu nó là lần sau á, đi chơi với chị là phải tôn trọng chị, không có được bỏ rơi chị giữa đường như vậy. Con mệt lắm rồi, con đi lậu nghỉ. Thôi đi nghỉ đi, để nó về là ba nói nó. Lúc nào cũng gắt gỏng với em con hết trơn á. Bỏ cái tánh nó đi, nghe không? Ủa hai, sao giờ này hai chưa ngủ nữa mà còn ngồi ở đây? Em xin phép hai em lên ngủ trước nha. Đứng lại, ngồi xuống ghế đi. Dạ hai. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Dạ 12:45. Đi chơi với bạn cái gì mà tới giờ này mới về? Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Chị hai. Chị em cái gì? Nếu mà là chị em với nhau á thì em đã không bỏ rơi chị hai để mà đi chơi với bạn kiểu đó. Thì lâu lâu em mới gặp bạn một lần, còn chị em mình ở trong nhà đi chơi lúc nào cũng được. Cái gì? Ý của em á là bây giờ thân quá rồi đâm lờn đúng không? Là bây giờ em không coi hai ra gì nữa đúng không? Không có đâu. Không có gì? Ít ra thì lúc đó em phải hỏi ý kiến của hai, hai đồng ý thì em mới được đi chứ. Có, em có hỏi mà. Hỏi hồi nào? Em nhớ lại đi. Cái giây phút đó em đi với hai, em vừa gặp bạn em cái là em chạy ao tới bên bạn, xong em quay mặt lại, em nói với hai cái gì? Em đi nha hai. Rồi lập tức em quay mặt đi, em te te em đi một nước với bạn em luôn. Đó, cái đó là câu hỏi mà. Hai chưa kịp phản ứng luôn, hai chưa kịp gật đầu luôn. Vậy mà em gọi là hỏi hả? Thì cái câu đó là câu hỏi, không tin hay lên Google hay search coi. Câu đó đâu có. Em giỡn mặt với hai hả? Hai. Gì vậy? Ba, ba ngồi xuống đây đi. Tại sao mà lao uống sùm đêm? Con tức chịu không có nổi, con ngủ không được luôn á. Để hàng xóm mà ta ngủ, ta ngủ không được như tụi con luôn à. Ba, bây giờ ba phân xử cái chuyện này cho con đi. Cái gì? Em quá đáng lắm. Thứ nhất á là bỏ rơi con, rồi bây giờ á đi chơi về đêm về hôm như vậy đó. Đó, ba la em đi. Ba. Được rồi, để ba. Ba nói một tiếng là nhớ đời nha. Dạ. Con đi ngủ đi. Cái gì vậy ba? Dạ, yeah, con cảm ơn ba. Đứng lại. Ba. Không. Mệt ba quá à. Nghe bà dạy, bây giờ con đang nóng, con dạy em như thế đó không hiệu quả đâu. Hồi xưa đó, con bằng tuổi của em con về 3 giờ sáng lận. Ba. Con, ba có nói gì đâu. Ba. Gì? Có đúng một lần à, mà ba cứ nhắc hoài. Lần đó con đã nói với ba rồi là con đi về với quê. Xong rồi con lên, đang đi xe dọc đường thì xe hư, chứ đâu phải là con muốn lên trễ đâu. Như lần đó ba có la con đâu. Con nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, chứ đâu phải con la em con như bây giờ đâu. Dạ thì đó, ba giải thích cho con rất là cặn kẽ, rất nhỏ nhẹ. Từ 3 giờ cho tới 6 giờ sáng đó ba. Từ đó về sau là con tởn tới già luôn, không bao giờ dám về trễ nữa đó. Bây giờ ba dạy con nè. Ba, ba định làm tới 6 giờ sáng nữa hả ba? Không, nói một câu thôi. Thôi ba. Ba mà làm mấy câu chắc dám tới 6 giờ sáng nữa. Con xin phép ba đi ngủ trước nha. Châu. Dạ. Châu. Châu. Lên ngựa. Lên ngựa. Lấy con xe quất con ngựa thịt. Lấy con xe quất con ngựa thì tôi lấy con pháo tôi đốt con xe. Ê con pháo nằm đâu vậy? Nằm đây chứ đâu. Cho tôi xin lại một cái. Không, đánh cờ tướng là hảo thủ bất quần. Cho tôi quần một lần thôi. Không, ông quần hoài, ông xin quần hoài quần. Cái này tôi xin một lần thôi đó. Một lần thôi. Lần nữa là cuối cùng ha. Ừ, cuối cùng, không có xin nữa nha. Rồi. Rồi, làm lại đi. Nằm đây đúng không? Ừ. Ngựa nằm đây đúng không?
ông lên đúng không? Ừ. Ngựa nằm đây ngu gì tôi ăn pháo không đập qua làm sao? Đúng rồi. Xuống ngựa. Chết cha, lấy pháo đốt ngựa nữa rồi. Ừ. Sao pháo ở đâu mà nhiều dữ vậy? Cờ tướng hai pháo nó nằm ngay cái chân tôi rồi tôi quất nó thôi. Cái nữa. Hả? Cái gì? Cái hoài vậy cha nội? Tôi quận cái rồi đi, tôi đâu có thấy pháo nằm đây đâu, mẹ tôi không có đút đây. Bây giờ muốn không thua á, tôi chấp ông tướng á. Chơi lại đi. Ông sốc quá à. Chơi cờ nha mà hỏi chơi cờ tướng mà không có con tướng thì sao mà chơi? Đúng không? Thôi bây giờ vậy nè, nếu mà ông tự ái chơi mình đi. Ông chơi mình biết chi không? Để khỏi xin ai hết. Mình lớn tuổi rồi, sinh hoài như con nít kỳ lắm. Phải có lòng tự trọng, đừng có xin xỏ cho vai nhục. Ông ơi, ông nói chuyện sốc quá ông ơi, quýnh cờ mà ông lên mặt dạy đời. Ông nói hồi hồi có chuyện đó. Bây giờ có chuyện không chơi nữa. Cái gì? Không chơi, chơi thôi. Trả tiền ông nội. Tiền cà phê kìa. Cái gì ông thua ông trả đó, nhưng mà thôi. Tôi là có lòng dị tha nha. Nhưng mà chơi với ông chán lắm. Cà phê ra. Còn dư nhiêu thối á đường này ha. Dạ, sốc thiệt chứ. Ủa? Ủa ba đi đánh cờ chúng mình mà sao ba về sớm vậy? Cờ bạc đi đâu, ba về uống trà đọc báo cho nó sướng. Bộ ba giận hả? Không, đâu có gì đâu giận, con ba mệt trong người vậy thôi. Pha cho ba bình trà uống rồi con. Dạ. Hello. Giận tôi hả cha? Chào chú. À, chào con. Ba. Ừ? Chúng mình hỏi ba kìa. Ngồi đi. Chúng mình ngồi chơi. À, thôi con đi vô trong con pha bình trà cho ba với chúng mình nghe. Ừ. Cha này kỳ quá. Chút giận trụ làm như nít nha. Tôi với ông là bạn bè mười mấy năm rồi, chứ đâu phải ngày một bữa đâu. Chút xíu vậy mà cũng giận đùng đùng bỏ về. Mà giận gì đó, tôi chỉ ghét ông ăn ông đánh cờ ông ăn gian quá. Thôi được rồi, tôi hứa với ông là chơi đàng hoàng, không chơi ăn gian nữa. Được chưa? Vậy không? Ừ, hứa rồi nha. Cười cái coi. Đó vậy là vui rồi. Chơi tiếp nha. Ừ. Rồi. Xuống xe. Xách xe chạy đâu vậy? Bắt tưởng chứ đâu. Chạy gì cho hao xăng vậy? Lấy con pháo chiếu tướng rồi bí luôn. Ba. Con. Mệt chưa? Chưa con. Gần xong anh rồi. Anh chưa giữ ta. Ba mới chiêu bí coi như xong rồi đó. Giữ thần không? Ba coi thêm trà không? Con chăm cho. Chăm thêm cho ba bình trà. Dạ. Ừ. Cảm ơn con gái. Ừ, không thấy đường này ta. Chiếu là tôi bí thôi. Bí. Cái gì bí? Chịu nổi đâu. Chịu phải không? Chịu đi, tao ông đi. Ra tướng làm gì bí? Ra tướng lộ mặt tướng tôi sao? Lộ gì? Lộ mặt tướng tôi nè. Lộ đâu lộ? Lộ đó. Con mã chen chi? Mã này, mã. Mã ở không à? Con ngựa này đâu hả? Có chứ đâu. Bậy. Nãy nó nằm đây không nổi. Bậy rồi, bạn bậy rồi. Nãy ngựa nằm đây nè bạn ơi. Nó bạn. Mày. Bạn. Cái gì? Hồi nãy á. Sao? Cái con ngựa nó nằm đây nè, tôi mới chiếu bí. Chứ ngựa nằm đây khùng sao tôi chiếu. Ông bị quán gà rồi, ông quýnh nhiều quá, ông quán gà rồi. Con ngựa nãy ta nằm đây nè ông ơi. Ông bậy rồi. Ông trứng nào trật đó. Trứng gì? Ông nói trứng gì? Trứng nào trật đó. Ăn gian. Hồi sáng ông ăn gian tôi lần rồi. Tôi giận tôi không chơi với ông nữa. Tôi về nhà, ông qua nhà ông năn nỉ tôi chơi với ông. Ông chơi từ chiều tới giờ. Ông thua quá rồi giờ ông bí ông ăn gian hả? Hồi sáng tôi ông là tôi có ăn gian thiệt, còn bây giờ là chơi thiệt không có ăn gian. Bạn ăn nóng không rồi. Bạn. Bạn nóng rồi. Cái gì vậy? Trời ơi. Bạn đừng nóng. Bạn bậy rồi đó. Cái gì vậy ba? Ông đánh tôi hả? Ba. Ba cờ vô đâu tôi hả? Bạn sẵn rồi. Cái gì vậy ba? Con đi vô con rót bình trà thôi mà sao tự nhiên hai người gây lộn như vậy? Đi vô. Bỏ trà ra lấy nước sôi thôi. Ủa chi ba? Ba tạt cho mặt ông ăn gian này. Bậy, bạn nóng quá rồi. Nóng gì? Ba bình trời ơi. Ông ăn gian. Bạn muốn ăn thua với tôi. Không phải ăn thua. Bạn máu ăn thua đúng không? Ta đang nóng mà bạn gì? Hả? Ba con muốn ăn thua với chú. Rồi quýnh rồi nóng lên. Bây giờ không có nhiều nữa, đi về. Cái gì? Ông đi về. Ông ở đây là tôi bóp. Thôi đừng nóng nha. Tôi bóp cổ ông à. Cái tánh gì là không được rồi. Về đi chú. Về thì về. Ba. Ủ thứ ăn gian. Thôi mà ba. Trời ơi, bình tĩnh lại đi. Con này nè, bởi vì ba ghét con lắm, ba không chơi với ông. Qua năn nỉ ba chơi với ăn gian nữa. Tức không? Thiệt tình à.
Con thấy chơi cờ là để giải tỏa, để vui vẻ thôi mà, làm gì hai người căng thẳng với nhau quá chừng. Không căng không được, ông này là không có tha thứ gì được ông ấy. Lần này lần cuối rồi. Kìa ba, ba thấy không, hôm qua ba mới dạy con á, làm người là phải biết vị tha. Vậy mà bây giờ á, ba ứng xử tình huống với lại chú Minh vậy đó. Thiệt á, con thấy ở trong chuyện của con với bé Ngọc đó, ba là người ngoài cuộc, cho nên ba thấy chuyện gì nó cũng dễ ẹt à. Nhưng mà lâm vô cái hoàn cảnh đó rồi mới thấy mình đâu có dễ đâu, đúng không ba? Nhưng mà con là chị của bé Ngọc, con tha bé Ngọc là con phải tha. Còn ba với ông này đâu có bà con đâu tha ổng. Ba, trời ơi, chuyện của hai chị em con á thì đương nhiên là con sẽ phải biết xử lý như thế nào mà. Mà còn ba với lại chú Minh nữa, hai người hàng xóm láng giềng với nhau bao nhiêu năm rồi mà hả, tự nhiên chỉ vì một ván cờ thôi mà căng thẳng với nhau vậy đó. Con nói thiệt, lỡ như mà chú Minh tưởng đâu là ba giận hay ba đuổi chú Minh thiệt, rồi mai mốt chú Minh không qua đây chơi với ba nữa rồi. Không sao? Đâu, con vậy chứ ngày mai ông cũng qua ông rủ ba đánh cờ nữa à? Không dám đâu nha, hồi nãy ba căng lắm á, ba còn định đánh chú Minh nữa, ba nhớ không? Có không? Ba làm vậy hả, dám chú Minh giận chú Minh không thèm qua nữa thiệt á. Ủa, con người nóng quá mất hôn con thấy không? Thôi mà để ba qua xin lỗi chú Minh được không con? Ba đúng là số 1 luôn á. Con qua xin lỗi liền để ông ngủ ạ.